Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện giỏ hoa cánh nhọn giống như thế này ha. Rồi thì để làm hoa cánh nhọn đó thì chúng ta cũng sử dụng trong cái chai nè. Chai này là chai lớn 84 bông nha các bạn. Các bạn sẽ bẻ những cái nhánh này ra. Thì trong đây gồm có 7 nhánh tất cả nè. Các bạn sẽ xâu cái lá thứ tự vào đây nha. Cái lá cái nhánh dài nhất các bạn sẽ xỏ là 6 lá nha. Thì khi mà chúng ta xâu cái lá vô á, cái đầu này nè, nếu mà nó chưa có được nhọn á, các bạn cắt cho nó hơi nhọn chút để chúng ta xâu cho nó dễ á. Cái lá đầu tiên thì chúng ta không có cần hạt xốp trước mà chúng ta sẽ xỏ cái lá trước. Rồi. Xếp như thế này. Đối với cái lá thứ hai thì các bạn sẽ xâu hạt xốp trước nha. Rồi chúng ta sẽ xâu một chiếc lá vô nè. Rồi xỏ thêm một hạt xốp vô đây nữa. Các bạn sẽ kéo xuống một lượt cho nó nhanh. Thì cứ lần lượt cái cách thực hiện như vậy, các bạn sẽ xâu theo thứ tự cho mình là 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 nha các bạn. Khi các bạn làm á, chúng ta có thể bỏ một cái viên sỏi hoặc là một cái vật nặng gì ra trong nhánh giữa này nè. Thì chúng ta bẻ những cái nhánh này ra chúng ta làm thì nó sẽ rất là nhanh hơn ha. Đó, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 nha các bạn. Rồi thì sau khi thực hiện xong cái vỏ lá thì chúng ta sẽ đi thực hiện làm hoa nè. Thì để làm bông hoa cánh nhọn đó, thì để làm hoa thì các bạn sẽ có cái thêm bịch nhị và đài nữa nè. Đối với cái bông hoa này thì chúng ta có một cánh lớn và hai cánh nhỏ. Các bạn sẽ sử dụng một cánh nhỏ này trước nè. Chúng ta dùng cái nhị màu trắng ha. Các bạn gắn vô nè. Rồi dùng một cánh hoa trước nè. Sau đó gắn thêm một cánh hoa nữa. Cái cánh hoa thứ hai thì các bạn lắp xa le vào với nhau. Rồi sau đó chúng ta dùng đài chúng ta chốt lại là xong ha. Đó, như thế này. Rồi thì để thực hiện cái cánh hoa mai cũng tương tự. Chúng ta cũng có một cái cánh nhỏ nè. Các bạn sẽ dùng đài dùng cái nhị trắng này chúng ta gắn vô cái cánh nhỏ trước, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng hai cánh hoa mai ha. Thì khi mà cái cánh hoa mà nó dính vậy á, chúng ta chỉ cần lấy tay này chúng ta gỡ như thế này nè, chúng ta bật như thế này thì nó sẽ tơi ra thì mình sẽ dễ lấy hơn ha. Rồi sau khi gắn cái nhị trắng vô trong cái cánh nhỏ, rồi chúng ta cũng gắn vào hai cái cánh hoa lớn này. Lắp xa le nè. Dùng đài xanh rồi chúng ta gắn lại. Đó, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bông hoa mai. Còn đây là cánh hoa cánh nhọn ha. Rồi thì sau khi làm xong để gắn trong cái chai này á, các bạn thấy nè. Ở cái đầu nó rất là nhỏ đúng không? Chúng ta chỉ việc bẻ cong lại một chút xíu như thế này ha. Đây, như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ gắn cái chốt xa trắng này nè. Đó, như vậy là xong. Sẽ ra giỏ hoa rất là đẹp ha. Rồi thì đó là cách gắn cái bông hoa ở trong cái chai. Và chai này chai lớn 84 bông nha các bạn. Như một cái cánh nhỏ rồi gắn như hai cánh lớn như thế này ha. Đặt sau le, dùng đài chốt lại nè. Bẻ gặp cái cánh ha. Bẻ gặp cái nhánh của cái cành ha. Rồi gắn vô nó rất là chắc.
Thì thường trong quá trình chúng ta làm á, cái hoa nó sẽ rủ ra đúng không? Rồi các bạn sẽ gắn nè, chùm keo nến nè, chúng ta sẽ gắn chùm cái nhánh trên cao nhất, nhánh cuối cùng trên cao nhất nè. Thì để gắn cái nhánh đó cho dễ á, các bạn cứ lấy ba cái cọng gần nhau nè, chúng ta gắn ha. Thì 12 cọng đó thì chúng ta sẽ gắn được 4 chùm. Thì sau khi gắn mỗi cái ba cọng gắn lại thành một chùm nè, chúng ta sẽ lần lượt gắn hai cái chùm gần nhau, cứ cứ như vậy chúng ta dán cho nó vô, nó dính thì sẽ rất là dễ ha, nó như thế này. Rồi các bạn có thể là dùng một cánh hoa rồi chúng ta dán luôn ngay trên cái đỉnh này để chúng ta che đi cái phần dán keo này lại ha. Thì đó là cách thực hiện chai 84. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện để làm mẫu treo tường bằng cước ha.